tại em thấy mấy đứa bạn em chơi lời quá nên là em ham hố. Em ơi, anh làm phiền em xíu nha. Anh ngồi đây được không? Dạ, anh muốn ngồi đó anh ngồi. Anh thấy em ngồi mình á, sao mà buồn quá vậy? Dạ, tại mấy nay em đầu tư chứng khoán cũng bị lỗ á. Chắc cũng phải nghiên cứu kỹ lắm rồi mới đầu tư đúng không? Không nghiên cứu gì nhiều. Tại em thấy mấy đứa bạn em chơi lời quá nên là em ham hố, em chơi theo. Tham lam à, lỗ quá trời. Còn cái em đầu tư lâu chưa? Mới đây à. Lỗ quá trời luôn á. Coi thị trường thì có lúc lên lúc xuống, không có gì đâu ha. Dạ. Hiện tại đằng sau lưng em á là studio của anh. Anh muốn á mời em á trở thành một cái nhân vật, biến em trở thành cô dâu. Là chụp studio hả anh? Đúng rồi, chụp ở trong studio. Có tốn tiền không anh? Tại em đang bị lỗ á. Anh sẽ hoàn toàn miễn phí luôn. Em thấy như thế nào? Dạ, ok. Ok ha. Ok rồi em. Come on. I take you to the candy shop.